Nghệ sĩ Linh Huệ cô đào ăn ý với Vũ Linh, một dòng ca tuyệt vời sớm bị lãng quên, giờ ra sao? Với hơi ca khỏe khoắn, giọng kim cao vút, nghệ thuật luyến lấy trữ tình, nghệ sĩ Linh Huệ lại có nhan sắc dịu dàng, nước da trắng mịn, cô ca diễn các vai chánh đều thành công xuất sắc, nên khán giả bốn phương rất ái mộ. Giọng ca khỏe khoắn và xinh đẹp. Trương Thị Thu Trinh là tên thật của nữ nghệ sĩ Linh Huệ. Cô sinh năm 1959 ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Song thân cô là ông Trương Văn Sở, 59 tuổi và bà Trịnh Thị Hai, 55 tuổi. Đều là nhỏ dấu từng dạy học ở trường Trảng Bàng, Tây Ninh. Bảy em của Linh Huệ, ba trai bốn gái, hành nghề ngoài ngành sân khấu. Ngày 27 tháng 12 năm 1993, nữ nghệ sĩ Linh Huệ đã làm lễ thành duyên cùng ông Võ Viết Triều, kỹ sư cơ giới ô tô. Các ông trưởng đoàn hát nghe danh biết tiếng nên liên hệ để mời Linh Huệ về công tác với đoàn hát của mình với những điều kiện tài chánh hậu hỷ. Nhưng nữ nghệ sĩ Linh Huệ chọn đoàn hát Trúc Giang là một đoàn hát trung ban của thành phố để về công tác, chỉ vì cô muốn theo học hỏi kỹ năng ca diễn của nữ nghệ sĩ Mỹ Châu, thần tượng của cô. Cô bé với ước mơ nghệ thuật, từ tuổi bé Linh Huệ rất say mê ca hát nên cô quyết đi theo con đường này. Cha mẹ cô đã gửi cô đi theo học lớp tân nhạc với nhạc sĩ Bảo Thu năm 1973. Sau đó Bảo Thu thường dắt cô đi ca ở các show và tour TV. Linh Huệ đã biểu diễn thành công những bài như Làng Tôi, Em Bé Khuê, Ly Rượu Mừng. Bảo Thu đã từng nói với Linh Huệ, em có giọng ca techno, hơi tốt, thông minh. Nếu em ráng theo ca nhạc, chắc chắn sẽ thành danh. Nhưng rồi sau đó Linh Huệ không có dịp theo ca nhạc nữa, mà phải về quê tiếp tục học hành. Năm 1976, cô học hết lớp 12 và rồi thi rớt tú tài, nên phải nghỉ học với một nỗi buồn. May đầu dượng trệ của Linh Huệ là ông Ba Đa, trưởng đoàn văn công Tây Ninh, trong dịp đến thăm gia đình cô. Thấy Linh Huệ có giọng ca tốt nên đã khuyên cô nên theo đoàn văn công. Thế là Linh Huệ học thạo ca tân để rồi đi theo đoàn cải lương. Cô sử dụng cái vốn tân nhạc của mình để ca tài tử suốt 2 năm liền. Để hội nhập với đoàn văn công Tây Ninh, Linh Huệ phải học cổ nhạc. Vì thế cô đã nhờ nhạc sĩ Tám Khích dạy cô ca rành tất cả bài bản ứng dụng cho cải lương. Năm 1978, Linh Huệ được cho hát các vai Kim Anh, Đời Cô Lựu, Quận Chúa, Chim Việt Cành Năm, Hồ Bảo Xuyên, Đêm Lạnh Chùa Hoang cùng với những diễn viên Lê Phát, Phượng Nhung, Ánh Hồng. Một năm sau, năm 1979, nữ nghệ sĩ Linh Huệ đã tròn 20 tuổi. Cô đã ca hát tương đối vững vàng trên sân khấu đoàn văn công Tây Ninh. Chẳng những khán giả biết tiếng cô mà các đoàn hát bạn cũng bắt đầu chú ý đến cô đào tên Linh Huệ. Còn trẻ có hơi ca dài khỏe, vì thế đoàn Sông Bé Một đã bí mật cử người đến thương lượng mời cô về hát. Linh Huệ bằng lòng và rất vui mừng vì được người trong giới biết đến. Cô về Sông Bé Một hát với Bảo Vương, Văn Sa, Phước Trọng, Thúy Nga và nổi danh qua các vai Thúy Kiều, vợ Thúy Kiều, Kiều Nguyệt Nga, vợ Lục Văn Tiên và Bùi Thị Xuân, vợ Bảy Mùa Mai Nở. Tuy đã có vị trí tốt ở các đoàn tỉnh nhưng Linh Huệ cảm thấy cần phải bồi đắp thêm cho nghề nghiệp, mà con đường tốt nhất là phải về thành phố Hồ Chí Minh để học hỏi thêm, về thành phố rồi thành danh. Năm 1980, khuôn mặt nữ nghệ sĩ mới xuất hiện ở một đoàn hát cải lương khiêm nhượng ở thành phố. Đó là Linh Huệ ở đoàn Trúc Giang, Tần Nguyên trưởng đoàn. Cô có dịp hát với những nghệ sĩ ca diễn vững vàng như Tuấn Thanh, Minh Minh Phương, Phương Loan, Va Va Dao, Vòng Cưới Anh Trâu, Thoại Khanh Châu Tuấn, Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên. Với một đoàn như Trúc Giang, tiết mục biểu diễn hạn chế nên Linh Huệ không có dịp học hỏi, tri rèn qua các vai trò mới, nhất là trong các vở xã hội mà cô có ý muốn học hỏi. Vì thế một năm sau đó, Linh Huệ đã chấp nhận về hát ở sân khấu Sài Gòn 3. Khi được mời, quả nhiên Linh Huệ được khẳng định ở vị trí ở một đoàn hát tương đối lớn và những vai tuồng xã hội Việt Nam như Hoàng, Phụng và Hoàng, Trà My, Hương Sắc Trà My, Lan Hoa Phong Lan. Ngoài ra Linh Huệ cũng diễn rất xuất nét và các vai khác như Sa Đớt, Nàng Sa Đớt, Sao Ly, Tình Ca Biên Giới, Thị Lộ, Hạt Bụi và Non Cao. Và trong giới cũng bắt đầu chú ý Linh Huệ, một khuôn mặt mới có giọng ca dài hơi và ngọt ngào. Cùng với ekip diễn viên trẻ có thực tài và một số diễn viên kinh nghiệm của đoàn Sài Gòn 3 như Bảo Linh,
Tuấn Thanh, Chí Hải, Vương Ngọc, Dương Thanh, Lan Chi, Văn Chung, Kim Quang, Bảo Chung, nữ nghệ sĩ Linh Huệ cho sáng giữa số đông diễn viên hùng hậu của đoàn Sài Gòn 3 lúc bấy giờ. Nếu tính từ lúc bắt đầu đứng sân khấu hát cải lương năm 1978, thì chỉ có 3 năm sau, Linh Huệ đã chiếm được vị trí tốt ở đoàn hát thành phố. Còn nếu từ ngày về thành phố, thì chỉ có 1 năm cô đã vào vị trí mà diễn viên khác hàng mơ ước. Đó là sự may mắn của cuộc đời đi hát của Linh Huệ. Để rồi 6 năm sau, năm 1987, cô lại được đoàn Sài Gòn 1 mời về hát để cô có dịp trui đàn thêm nghề qua những vở hát khác và thay Thanh Kim Huệ trong nhiều vai. Lúc ấy Thanh Điền, Thanh Kim Huệ về đoàn Sài Gòn 3 như Thị Hến, Ngao Giáo Hến, Chị Ba, Lò Nước Thần, An Tư, Công Chúa An Tư, Cô Gái, Cô Gái Hát Trong, Hoàng Hậu, Vua Hóa Hổ, Tiêu, Tiếng Hát Người Yêu. Năm 1989, Linh Huệ về đoàn Văn Công thành phố trong 6 tháng hát qua những vở như Tiếng Sáo Đêm Trăng, Khúc Hát Đoạn Tình, Nợ Tình. Và rồi cô đi đoàn Sông Bé Hai 6 tháng cùng hát với nam diễn viên Châu Thanh. Năm 1990, Linh Huệ lại trở về đoàn Sài Gòn 3 diễn thành công thêm 2 vở với Lợi Xã Hội là Con Thuyền Công Mến, Vai Nga, Lâu Đài Trên Cát, Vai Hiếu. Trong năm 1991, Linh Huệ lại có dịp cộng tác thêm 2 đoàn cải lương của thành phố nữa là đoàn 284, hát qua các vở Gọi Tên Tình Yêu, Chuyện Tình Hai Thế Hệ, Tiếng Chuông Thiên Mụ và đoàn Trần Hữu Trang 1, và các vở Lan Huệ Sầu Ai, Bóng Mộng Sa Mạc, Võ Tòng Sát Tẩu. Cô kết hợp với Vũ Linh rất ăn ý. Sau 11 năm hát ở thành phố, Linh Huệ đã hát qua 6 đoàn hát cải lương: Trúc Giang, Sài Gòn 3, Sài Gòn 1, Văn Công thành phố 284, Trần Hữu Trang 1. Qua gần 40 vai khác nhau của đủ loại tuồng đã hình thành độ dài kinh nghiệm của một diễn viên sân khấu cải lương. Nhưng người ta thấy nữ nghệ sĩ Linh Huệ vẫn mãi tìm một con đường. Từ tháng 10 năm 1992, nữ nghệ sĩ Linh Huệ đột nhiên về công tác với đoàn cải lương Tây Đô, Cần Thơ. Sự kết mặt của Linh Huệ đã củng cố vững chắc đoàn Tây Đô lúc bấy giờ với thành phần nghệ sĩ trẻ Phương Thái, Phương Vũ, Vương Kiệt, Thanh Tâm, Kiều Mỹ Dung, Ngân Thủy. Trong 2 năm đoàn Tây Đô đã khá vững mạnh trên đường lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, và danh hiệu của Linh Huệ cũng nổi lên ở miền Tây. Trước đây cô đã từng hát ở các tỉnh miền Đông, rồi về thành phố, rồi lại đi hát ở miền Tây. Có phải Linh Huệ đi tìm khán giả ái mộ ở một vùng khác? Như vậy Linh Huệ còn được một số khán giả ở vùng khác miền Bắc ái mộ khi cô cùng với đoàn Tây Đô đi ra Hà Nội biểu diễn phục vụ Quốc hội khóa 9 năm 1993 và được bằng khen. Dư luận khán giả và báo chí ở miền Bắc đã tỏ ra có cảm tình với nữ diễn viên Linh Huệ của đoàn Tây Đô. Dù đi lưu diễn xa, giọng ca của Linh Huệ vẫn được các hãng băng ở thành phố chú ý, nên cô thường xuyên được mời về thu băng. Cô đã thu trên 100 băng audio và mấy mươi vở video. Khán thính giả quốc nội, quốc ngoại hẳn đã biết qua những băng audio Nguyễn Hộ Tướng, Cổ Xe Đập Mã, Ma Nữ Truy Hồn, Phấn Hương Đoạt Nhãn, Lệnh Tử Thần, Lưu Kim Đính, Tiết Kha, Lệnh Truy Nã, Hoa Chùm Gửi, Hàng Tính Lã Hậu, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Thanh Xà Bạch Xà, Sông Dài, Yêu Người Điên, Cánh Cỏ Sông Hàn, Hàng Mặt Tử, Trương Tri Mỹ Nương. Băng video có Sen Ngậu, Hồn Trương Ba, Gia Hàng Thịt, Chung Vô Diệm, Con Gà Trắng, Thạch Xanh Lý Thông, Đời Cô Hạnh, Con Thiền Không Bến. Con đường đi tìm khán giả của Linh Huệ, nếu có thì có lẽ cô đã được phần nào mãn nguyện với số lượng khán giả đáng kể ở thành phố miền Bắc và các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây, kể cả những khán thính giả ở quốc ngoại. Tuy nhiên dường như đó chẳng phải là con đường mà Linh Huệ đang tìm. Đi lưu diễn xa, bây giờ Linh Huệ cũng theo dõi các hoạt động cải lương ở thành phố với một nỗi niềm riêng. Có phải cô đang bận tâm về một con đường nào đó làm cô khổ tâm trong những năm qua? Linh Huệ đã 5 lần được độc giả báo sân khấu bầu chọn trên ca vọng cổ được yêu thích nhất. Năm 1990, diễn viên được yêu thích nhất. Năm 1990, diễn viên dự giải Trần Hữu Trang được yêu thích nhất qua 3 năm liền, 91, 92, 93. Nhưng chiếc huy chương vàng của giải Trần Hữu Trang 2 năm đều đã xa tầm tay của cô là sự đớn đau lớn. Dù vậy, mỗi lần được giải, trong các buổi lễ phát giải của báo sân khấu, dù cô đang hát ở tận phương nào, cũng về thành phố lãnh giải, tham gia tiết mục biểu diễn, và bao giờ cô cũng là người đầu tiên có mặt trong buổi lễ với hóa trang và trang phục biểu diễn sẵn sàng. Kể từ ngày mới bắt đầu học ca cổ nhạc nơi đoàn hát Tây Ninh của ông bầu Ba Đơn cuối năm 1976,
đến năm 1981. Chỉ mới 5 năm mà nữ nghệ sĩ Linh Huệ, một cô gái mới học cổ nhạc, đã đạt được vị trí diễn viên đào chánh của một đại ban cải lương trong thành phố. Điều đó chứng tỏ Linh Huệ có một sự cố gắng phi thường và có một giọng ca trong trẻo, một lối ca điêu luyện hiếm có. Đây cũng là nhờ ở một sự may mắn vì nhu cầu của đoàn hát. Vì cần thay thế một diễn viên chánh, một giọng hát ăn khách, vừa rời đoàn hát mà Linh Huệ được mời về để thế vai, lo diện giọng ca và nhan sắc của Linh Huệ, giúp cho cô đóng thế vai các diễn viên thượng thặng một cách dễ dàng và thành công trọn vẹn. Khu rừng không biên giới được tên mình đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1998. Nữ nghệ sĩ Linh Huệ không giấu được nỗi vui mừng và sự xúc động. Sau 15 năm đứng hát ở sân khấu, cổ cực và vinh quang cô đã trải qua nhiều rồi. Linh Huệ thành thật cho biết rằng trong đời cô không vinh quang nào bằng vinh quang đoạt giải Trần Hữu Trang, khẳng định một bậc thang nghề nghiệp, và cũng không có sự khổ cực nào bằng sự khổ cực đợi chờ được bước lên nước thang nghề nghiệp đó. Sau một thời gian dài trên bước đi hàng nghề ở sân khấu, nữ nghệ sĩ Linh Huệ đã tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình bằng mồ hôi và nước mắt, bằng chính sự phấn đấu nghệ thuật không ngơi nghỉ. Khi đã tạo dựng sự nghiệp sân khấu bằng dấu ấn trong lòng khán giả và người trong giới rồi, đó phải chăng là tìm đúng và có được con đường trong bước đi nghệ thuật trong tương lai hay không? Linh Huệ đã cho biết rằng nếu nói con đường tự tìm đường đi, đi riết thành ra con đường, thì cô đã làm chuyện đó trong nhiều năm qua rồi. Trải qua nhiều con đường hẹp, rộng, ngắn, dài, khó đi hoặc dễ đi, và nhiều huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, đối với cô quả là con đường mới mà cô được ban tặng, thanh thản và dễ dàng tiến bước nghệ thuật. Nhưng cô lại tự nghĩ con đường nào khó đi hay dễ đi, đối với một nghệ sĩ cũng đều là những con đường trong khu rừng nghệ thuật, không bao giờ có lối ra, không bao giờ có biên giới. Vừa thoát khỏi khu rừng này đã có khu rừng khác lớn hơn. Mà kẻ lữ hành là người nghệ sĩ luôn luôn phải đột phá, tiến lên, chứ không phải ngồi yên trên đoạn đường trải thảm. Ta khóc hay cười, buồn vui, vinh vang hay thảm bại, hạnh phúc hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó, cũng chỉ có ta và khu rừng nghệ thuật mà ta phải sống với nó, với những hoàn cảnh khác nhau và sự phấn đấu của bản thân ta, chứ không có cách khác. Còn nếu như ta ngồi yên thì quả tình đây cũng là một con đường mới, con đường rút lui khỏi vườn hoa nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ Linh Huệ và danh ca Thanh Kim Huệ. Nghệ sĩ Linh Huệ, một giọng ca có âm sắc trong trẻo, vút cao, hơi giống với giọng ca của danh ca Thanh Kim Huệ. Về sắc vóc, Linh Huệ cũng có phần giống Thanh Kim Huệ, tự như chị em song sinh. Trong 12 năm theo nghề hát, Linh Huệ đã thay đổi qua 9 đoàn hát: Tây Ninh Sông Bé 1, Trúc Giang Sài Gòn 3, Sài Gòn 1, Văn Công 284, Trần Hữu Trang 1, Tây Đô. Đã hát qua hơn 40 vai trò khác nhau, đủ các loại tuồng, thay đổi quá nhiều đoàn hát, cô thấy thuận lợi hay bất lợi cho nghề hát của cô? Theo Linh Huệ chia sẻ thì thay đổi sân khấu là tìm con đường đi lên để phát triển nghề nghiệp. Vì đến một đoàn mới mình phải cố gắng nhiều hơn, đồng thời được học hỏi thêm. Nhờ diễn chung với nhiều bạn diễn mới, khi đoàn mới cần mình, tới vai chánh đã ra đi, mình hát thành công, giữ được khán giả cho đoàn. Điều đó chứng tỏ mình có tiến bộ về nghệ thuật. Năm 1990, được bình chọn là danh ca vọng cổ được ưa thích nhất trong năm. Năm 1993, cô được tặng thưởng huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Cũng trong năm này, cô Linh Huệ kết hôn với anh Võ Viết Triều, kỹ sư cơ khí ô tô. Sau một thời gian dài, cô Linh Huệ đã tạo dựng sự nghiệp sân khấu của mình bằng mồ hôi và nước mắt, với một sự phấn đấu kiên cường không biết mệt mỏi, để đạt được những vinh quang nghề nghiệp. Nhưng rồi tình hình sân khấu cải lương xuống dốc, mất dần khán giả, đến độ quá nhiều đoàn hát phải tan rã, không còn rạp hát để hát, nghệ sĩ cải lương phải chuyển qua tấu hài và hát trích đoạn cải lương. Sau khi đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1993, cô đã theo chồng xa rời sân khấu. Khán giả yêu thương cô luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp về cô, những vai diễn, những bài hát như lưu giữ những kỷ niệm đẹp về một miền ký ức. Nghĩ về cô, khán giả chỉ mong là được xem cô diễn trên sân khấu. Nhưng điều mong muốn đó biết có được không hay sẽ mãi là mơ ước. Bởi vì chúng tôi được tin nữ nghệ sĩ Linh Huệ đã định cư tại Toronto, Canada. Tiếc rằng tôi chỉ biết tin Linh Huệ qua một nghệ sĩ cải lương ở Toronto mà chưa có gặp trực tiếp Linh Huệ, đã hiểu rõ cuộc sống gia đình và cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Linh Huệ hiện nay ra sao. Tuy nhiên, một điều thực tế cho thấy giọng ca vọng cổ tuyệt vời của nữ nghệ sĩ Linh Huệ bị mai một, bị lãng quên dần ở Canada.
không có môi trường thuận tiện cho nghệ thuật hát cải lương. Cách đây vài năm, sau 20 năm xa xứ, Linh Huệ và chồng con trai trở về quê hương. Bà góp vui trong một chương trình, giọng hát của bà vẫn như ngày nào, cao vút,